Hello, xin chào tất cả bạn, và để mà chào mừng mình xin tặng tất cả bạn khi mà kênh YouTube của mình đạt 950 subscribe thì bây giờ mình mới có cơ hội để dành tặng tất cả các bạn được. Đấy. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ dành tặng tất cả các bạn 1 triệu tiền nick và mình sẽ quay cho bạn hai nick đánh đó 500.000 và mình nói cho các bạn này, chắc chắn bạn nào cùng vào được 100% là như vậy. Cho nên các bạn có thể có quyền vào check nick của mình. Thì ngày hôm nay thì khi mà mình sẽ tặng các bạn hai nick vẫn thử quay đánh đóm vận may với mình giá 500.000 thì nick của mình nó khốn nào, nó chất lượng như thế nào tại shop mơsương.vn tất cả các bạn nhé. Đấy, đầu tiên thì ba các bạn đều thể này, chắc chắn ra tài khoản Garena thông tin trắng và sở hữu từ 40 tướng trở lên các bạn nhé. Nếu các bạn mà mua cái này các bạn chỉ cần sở hữu đúng 39 tướng thôi thì mình sẽ đền cho các bạn 2 triệu gấp 4 gấp 5 lần với cái số tiền các bạn bỏ ra. Chỉ cần cái nick mà không có thông tin trắng, mình cũng đền cho tất cả các bạn tầm 2 triệu trở lên để cho các bạn khẳng định rằng shop nick của mình là cực kỳ uy tín. Đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ mua như thế này để cho tất cả các bạn ấy luôn, mình sẽ thử hai nick các bạn nhé. Mình sẽ mua một nick random quay linh tinh thôi và mình sẽ thử các bạn sẽ check để coi có đúng như là cái shop mà xưa mình nói không. Đấy. Và các bạn nên nhớ rằng cái mục 500 này là cái mục nhiều nick VIP nhất, cho nên tất cả các bạn hãy cân nhắc cho mình vào mua cái nick này. Thay vì các bạn mua một cái nick 500.000 chưa chắc là có 40 tướng, nhưng các bạn vào quay random chắc chắn là có 40 tướng trở lên sở hữu. Đấy. Và mình sẽ mua hai nick này và mình sẽ check ngay lập tức cho tất cả các bạn xem luôn nhé. Và các bạn đừng quên rằng bạn nào cũng có thể vào check được nick đấy. Còn các bạn nó bỏ lỡ là các bạn cực kỳ phí phạm luôn đấy. Đấy, để mình tri ân tất cả các bạn nào có thể vào nick đây, tiến nick đấy các bạn nhé. Rồi, ok, mình sẽ để màn check nick. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ check nick cho tất cả các bạn nhé. Như tất cả các bạn đã thấy, cho mình xin lỗi một chút về cái màn hình năm ngang của mình. Bởi vì do mình quay, nói chung là làm như phần mềm lắm các bạn ạ. Mình phải làm hàng trăm cái phần mềm đấy. Đấy, tiến nick với mật khẩu như vậy nha, mình sẽ comment ở ngay phía trên cái phần có phần ghim bình luận của mình. Và các bạn nên nhớ chắc chắn bạn nào cũng đều bạc nhé. Và mình sẽ check một cái nick 500.000 của mình đầu tiên, xem nick nó như thế nào. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vào game cho tất cả bạn, chắc chắn là thông tin trắng đâu, các bạn không phải lo lắng vấn đề đâu đó, đấy đó. Chỉ có là những cái nick bình tặng thì mình sẽ cài số điện thoại của mình vào và mình sẽ chọn là một trong những hai người mình sẽ tặng nick đấy, để cho các bạn chứng thực rằng là cái shop của mình là chắc chắn cực kỳ uy tín luôn, rõ ràng như vậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ check cái nick 500.000 đầu tiên, đó chính là để coi bao nhiêu tưởng đấy. Chắc chắn sở hữu từ 40 tưởng đưa lên thì chắc chắn nó phải hơn 40 tưởng là cái đó, cái chắc chắn đó. Đấy, và mình đây các bạn có thể thấy là 64 tưởng mà 96 skin đấy. Người thật việc thật, và cái này mình không, nói chung là bạn nào ở bên gian rừng thì có thể là mình không biết gian rừng như nào, mình chỉ biết vào mua như vậy thôi. Đấy, và các bạn có thể thấy là cái nick nó khốn nạn như vậy đấy. Các bạn chỉ cần bỏ 500.000 các bạn sẽ chắc chắn sở hữu một cái nick trên 40 tướng. Nếu mà các bạn muốn đủ 40 tướng thì hầu như là không có. Mình nghĩ như vậy. Đấy, nếu mà 39 tướng thì mình sẽ đền tất cả các bạn 2 triệu. Đấy, rõ ràng quan điểm của nhau là như vậy nhá. Có cái nick này mình xin tặng tất cả các bạn và các bạn có thể vào đi, vào check nick đi. Đó còn đủ không? Nói mình có cho các bạn thật hay không thôi. Nhiều bạn là mình kiểu không lấy. Rồi mình kiểu là tặng linh tinh. Đấy, mình sẽ check cái nick thứ hai cho các bạn luôn nhá. Mình sẽ check cái nick thứ hai cho các bạn luôn này. Đấy, nick tên nick sẽ là Đồ Văn Tí này, Đồ Văn Tinh 102. Rồi bắt đầu, trời cái số 3 này. Rồi mật khẩu của nó là mình sẽ đấy đấy, mình sẽ xấu hiển các bạn nhé. Nhưng mà mình sẽ comment nick với mật khẩu cho tất cả các bạn biết. Và các bạn nên nhớ rằng các bạn mua những cái nick random hàng mục nào cũng như vậy. Nếu các bạn một thì các bạn sẽ mua những cái nick VIP thật là vài triệu hoặc là chục triệu luôn. Còn không, các bạn đến khuyến các bạn đến quay random giúp mình. Mình khuyến các bạn như vậy luôn đấy. Như thế thì nó cực kỳ rẻ và chuẩn chỉ luôn. Chỉ cần các bạn quay random 500.000 hoặc 200.000. 200.000 là quay random shop nick mình là cực kỳ VIP thôi. Chứ để 500.000 là siêu VIP luôn. Đấy, và mình sẽ check nick tiếp theo nhé. Chắc chắn là hơn 40 tướng, còn 40 tướng thì mình không biết, 50 tướng không biết. Đấy, 38 vàng và 44 tướng và 48 skin các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy rõ ràng như vậy. Chắc chắn rằng cái shop nick của mình chỉ 500.000 các bạn sở hữu cái nick mà nó rơi đất trời, nó khốn nạn như thế đấy. Đấy, nick siêu VIP luôn. Mình mua random, không hoàn toàn random. Đấy, cho nên là mình dành tặng nhá. Hai cái này mình dành tặng các bạn. Còn các bạn nào mà có nhu cầu mua nick có thể là giới thiệu tới shop mà sử dụng mình nhá. Rồi và đây, mong chúng ta sẽ để mình siêu phẩm. Ok, let's go.
Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng tất cả đã quay lại với channel của chúng ta. Quay lại clip này thì mình muốn hướng dẫn tất cả các bạn một cái thật là hay. Đó là vì tưởng Slim này, khi mà ở phiên bản mới này thì Slim đã xuất hiện ở trong đấu trường danh vọng. Khi mà ADC đã cầm Slim với trận đấu đánh rất là gắt. Thì Slim này thì các bạn thắc mắc không biết dùng sự phù hiệu gì. Khi mà có các bạn thì thấy là Slim dùng được rất nhiều bảng phù hiệu. Nhưng đến ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra các bạn một cái bảng phù hiệu nó khá là chuẩn. Và không có phải chuẩn đâu, đối với bản thân mình nó rất mạnh. Và mình nghĩ tất cả các bạn rất ít chơi cái bảng phù hiệu này, thì tất cả các bạn có thể tham khảo cái bảng phù hiệu này và clip này thì sẽ giúp cho tất cả các bạn trải nghiệm một vị tướng Slim khá tốt. Đầu tiên mình sẽ phân tích về cái điểm mạnh vị tướng Slim này. Slim là một vị tướng các bạn đều thấy nó nôm na nó trả hơn các xạ thủ khác từ chiêu thức ngoài cái chiêu một này. Từ cái chiêu một này nó có thể gây được chiêu toán, thì đó là cái điểm mạnh nhất của vị tướng Slim. Khi Slim nó khác biệt với các vị tướng khác, xạ thủ khác, là nếu Slim phía cho mình được chiêu một mà trúng toán ấy, thứ nhất thì nó sẽ toán rất lâu và đợi được thời gian để giúp cho Slim nó có thể được tăng tốc đánh và có thể là gây sát thương vào vị tướng đấy. Thì điểm mạnh của Slim là như vậy, thì chúng ta sẽ với vào cái điểm mạnh đó và mình sẽ cho ra cái bộ phù hiệu là khi mình mỗi lần sử dụng chiêu ba thì nó sẽ được hồi lại tầm khoảng 80% cái chiêu một này. Đấy, thì nôm na là mình sẽ bỏ cái phù hiệu này, nó sẽ là giống như vị tướng Nargoth. Và phù hiệu này thì mình đã cho ra ở, các bạn đều biết phù hiệu của mình đâu, mình sẽ đều thường để ở đâu đến tất cả bạn. Các bạn có bằng ngọc và build của nó thì khá đơn giản thôi. Slim mình sẽ đánh với nó với cái build sẽ là cái cung bảo tồn của tất cả bạn nhé. Và quan trọng là tốc đánh. Và điểm mạnh thứ hai của vị tướng Slim này là nó đến từ phân đấm máu các bạn nhé. Thì phân đấm máu nó đến từ cái chiêu ba của nó. Thì chiêu ba của nó thì chúng ta sẽ giống như là mùi đo này. Đây 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 đây, các bạn thì thấy, ôi không giết được không. Đấy, chúng ta vịn vào hai cái điểm mạnh của Slim, đó là phía choáng và đến từ sát thương và đấm máu. Thì chúng ta sẽ chơi với nó một bằng ngọc, một build và một phù hiệu thật chuẩn kỳ của nó. Ui 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 ui, thôi 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 thôi, ôi dồi ôi. Đấy, các bạn có thể thấy là ui trận đấu này mình đối đầu với Nargothrond và đối đầu với Thêm và Thêm của Data nữa, là trong những vị tướng kéo Slim rất khó. Thì trận đấu này thì mình sẽ chơi một chút, mình sẽ phân tích cho tất cả các bạn hiểu như nào là một vị tướng luôn. Đấy, thì mình đã có phân tích điểm mạnh của Slim để các bạn cân nhắc về đến đâu phù hiệu thật chuẩn. Đấy, các bạn muốn chơi một vị tướng nào, mình đều nói rồi, chúng ta phải biết được cái vị tướng đó nó mạnh như nào và yếu như nào. Thì yếu thì các bạn đều thấy rồi, đầu game con Slim này nó hầu như là nó không có một cái gì đó gọi là cái sát thương ở đầu game rất nhiều. Nó phụ thuộc rất nhiều đến từ cái chiêu ba của nó, và cái đòn đánh thứ ba của nó cũng sẽ gây được sát thương xuyên thấu, chứ nó không mạnh. Các bạn đến giờ nó không mạnh. Và Slim thì nó bị dính cái điểm yếu một chút á. Thường là khi ví dụ các bạn phía gầy vào một vị tướng, mà chẳng hạn phía con nang cái nót mà nó bay một cái thì hầu như cái lửa sát thương nó không dính, thì đó là điểm yếu của nó. Và màu đất giấy thì nhờ đến chiêu 2 của nó thì được cơ động một chút, thì hầu như Slim nó chẳng có gì. Nhưng các bạn chơi bảng phù hiệu này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi Slim nó cực kỳ bà chạy luôn. Đầu tiên các bạn ơi, nếu muốn sử dụng thật tốt cái phù hiệu này thì như các bạn đều biết, giống như Nargothrond combo 5 chiêu của mình ấy, thì các bạn phải sử dụng cho mình chiêu 1, chiêu 2 trước, sau đó các bạn sẽ kích hoạt chiêu 3, thì lúc đó nó mới có phát huy được cái thời gian hồi chiếu của chiếu 1, chiếu 2 này. Đấy, đó cái khoản chiếu này. Đấy, các bạn có thể thấy chiếu 1, chiếu 2 của mình nó hồi rất nhanh nhá. Và hầu như cái thời gian đâu mình chưa đầy đủ lượng thời gian hồi chiếu thì nó sẽ còn cho mình là khoảng 2 giây nữa thì sẽ được sử dụng chiếu 1, chiếu 2 tiếp. Nhưng đối với một vị tướng Slim như thế là rất mạnh. Và mình sẽ giải thích tại vì sao chúng ta sử dụng phù hiệu này mà thay vào đó sẽ không phù hiệu cái dùng phù hiệu giáp. Bởi vì khi chúng ta sử dụng phù hiệu này thì sẽ giúp cho Slim chúng ta đoàn đâu có thể nhảy được 2 lần trong combat, thì nó có thể áo play được đối xứng rất tốt về những cái điểm đó. Và mình đã ăn được hai mạng thôi thì cũng khá là xanh trận đấu này. Các bạn đều thấy mình lên thì cũng bảo thủ các bạn nhé. Và build đồ thì mình có thể là giả là thế, các bạn đều thấy thôi. Đấy, nôm na như vậy. Có cách chơi Slim thì đây, các bạn nhìn này. Đầu tiên mình sẽ quăng chiêu 1 và dùng chiêu 2 trước này. Sau đó mình sẽ bật chiêu 3. Đấy, thì tất cả chiêu thức của mình sẽ còn lại là 2 chiêu. Và mình sẽ được nhảy 2 lần, được sử dụng toán 2 lần. Thì đấy mới là cái điểm mình muốn mong muốn và cái điểm nhấn của mình sử dụng cho Slim trong trận đấu này. Và để cho tất cả các bạn phát huy được sức mạnh của vị tướng Slim. Bởi vì ngay tính chất phù hiệu này nó sẽ phụ thuộc vào những cái vị tướng mà chúng ta hiện tận dụng điểm mạnh thôi. Chẳng hạn cái phù hiệu này mà sử dụng cho một vị tướng khác thì nó sẽ không hợp lý, bởi vì các bạn phải hiểu là cái điểm mạnh
của dưa lim, các bạn thấy điểm mạnh của nó là đến từ chiếu choáng đấy, đến từ chiếu choáng của nó thì chúng ta sẽ kích được hai lần phía choáng thì có thể sẽ rất là bá đạo đấy. Còn không thì các bạn đều hiểu là dưa lim đây nó ôi dồi, nó đánh cháy thì ngay thì chào vấn đề các bạn ạ. Lại cầm một dưa lim mà các bạn phía cháy như vậy thì nó chả là vấn đề gì cả. Cho đến đấy là phù hiệu theo bản thân mình nó là khá tốt đấy. Chúng ta sẽ phần dùng những cái phù hiệu và những cái bảng lọc và biodo cho từng cái vị tướng điểm mạnh điểm yếu khác nhau, chứ các bạn đừng ở nôm na đang thấy sao thủ thấy cái giáp thấy khiến nó rất là mạnh thì các bạn này cứ vị tướng nào cũng giúp người khiến đi, cho nên các bạn sẽ không phát huy được sức mạnh của nó đấy. Nên như vậy đây, phía này sắm lướt lên đây thiếu hai thêm một cái phía nữa các bạn nhé. Đấy mình có thể chọn được hai lần đấy, và mình có thể lướt được hai lần đủ như phá đấy mình chọn. Ui chứ phá này mình kiểu vội bang chết sắm rồi, chết em rồi. Rồi sử dụng cho ba con chiêu hai các bạn nhá. Đấy các bạn thấy. Ui xong rồi. Máy quá. Nó quyệt phát đây chết luôn rồi. Máy ấy ấy kiểu em tiếp kiểu. Ui thế cái phá này hên đấy này. Nếu mà nó mà dùng chiêu hai bắt đầu mình chết đấy các bạn. Đấy. Và cái phù hiệu này thì nó có một cái liêm đặt mình ở đâu game các bạn nhá. Nó hên lên như vậy đấy. Rồi. Thực sự là thoát chết. Và trước tiên thì rồi để cái giai đoạn tiếp theo khi chúng ta chơi một vị tướng trắm mùi cái trận đấu nào ấy, thì mình cũng đều nói tất cả các bạn, chúng ta sẽ phân tích điểm mạnh của team địch đấy. Chúng ta phải hiểu biết mình biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng là như vậy mà các bạn. Đầu tiên team địch mình sẽ điểm qua một chút là có vị tướng thêm vị tướng Endros hay Zate Nakagot và Pareta. Thì mình sẽ nói điểm mạnh của tương tưởng luôn. Nakagot là một vị tướng các bạn đều biết rồi, bắt xạ thủ rất ghê gớm, cho nên là bản thân mình rất là e dè đến vị tướng Nakagot. Chứ kể là Nakagot mà chơi combo nắm chiếu thức nữa thì mình rất là khó nhảy, cho nên cái việc đầu tiên giữ vị trí của mình đó là sẽ e dè vị tướng Nakagot. Và vị tướng thứ hai mình e dè đó là vị tướng Pareta các bạn. Đây ngồi là bác gông này. Ui dồi chạy đâu phía này tật ui dồi đấy. Các bạn có thể thấy nếu mà chúng ta không mang cái bảng phù hiệu này thì cái phá này sẽ không giết được người nhé. Rồi mình sẽ nói tiếp về phân tích là vị tướng Pareta. Vì sao lại sử Pareta? Pareta là một vị tướng khắc chế tất cả cái mọi xạ thủ khi có cái lời sát thương từ đòn đánh thương. Đúng là những vị tướng nào ạ? Slim, Violet, tất cả các thứ từ Esu. Esu là một vị tướng bắn tâm xa cho đến đấy hay quá. Không đủ đám các bạn kìa. Đấy, Esu là một vị tướng bắn tay tân xa cho nên là không quan ngại Pareta. Tại vì sao mình nói như vậy ạ? Nhờ vào hai chiếu choáng của vị tướng Pareta cho nên là sẽ khiến cho vị tướng các sát thủ nó không được chơi game. Đúng là như vậy, cho nên là mình sẽ quan ngại hai vị tướng đấy. Nhưng cũng đến nỗi là mình sẽ giữ vị trí tốt vị tướng đấy đó, cho nên là quan ngại nhất là vị tướng Nakagot. Và mình sẽ tránh vị tướng Thến một chút, Thến thì sẽ không giết được mình. Nhưng khi các bạn bị con Thến ở dôn đám ấy bị gây sát thương vào người mình ấy thì các bạn sẽ bị choáng, và khi bị choáng các bạn sẽ gây sát thương nhiều, thì cho nên mình sẽ tránh hai vị tướng chủ yếu là Thến và Nakagot. Thì khi mình tránh hai vị tướng đó thì sẽ khiến chúng ta được gì ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu giữ vị trí trong combat nhé. Đấy là mình hướng dẫn các bạn cách phân tích tướng và cách giữ vị trí trong combat thôi. Khi mình biết Nakagot giết mình thì chắc chắn đó mình phải thấy rằng Nakagot ở đâu, mình sẽ đứng khoảng cách của nó. Chứ không các bạn đừng bao giờ dài một cái chỗ đó, các bạn sẽ láo mặt đến combat khi không thể thắng nó đâu. Các bạn sẽ là một mục tiêu dễ cho vị tướng Nakagot đấy. Cái phá này các bạn bên phía này được dùng đấy, các bạn thấy điểm mạnh của vị tướng Slim như vậy. Nhưng ôi dồi phân tắm máu mà phía cái thằng này không bắn thua các bạn ạ. Thằng Thế bên kia đấy, ui dồi đấy bị toàn nó như thế này các bạn đấy. Hầu như là cái phù hiệu này nó rất mạnh, cái Slim B6 nó có thể phía toàn liên tục liên tòi, nó có thể gây toàn và gây rất ức chế đối phương. Bởi vì các bạn phải nên nhớ trong cái map thì người ta làm gì để ý được con Slim phải toàn phía như phía cái giờ nào để người ta đấy. Đấy các bạn thấy chứ, thằng ná này nó chơi combo nắm chiếu nhưng mà nó không biết cách combo nắm chiếu như nào cả, cho nên rất là may mắn đấy. Và các bạn nên nhớ đang Slim này là một vị tướng để mình nói như nào ta, nó phụ thuộc rất mạnh vào chiếu 3 nữa là đang khác các bạn nhé. Nếu các bạn mất phía vào những vị tướng tánh mà các bạn không có phân trăm máu ấy thì hầu như nó rất là yếu, cho nên là nôm na là các bạn thì thấy phía thằng Thế này coi như là ấy luôn. Và cái rank này là hầu như cái rank cao thủ các bạn nhé, cho nên là mình hướng dẫn các bạn toàn những cái rank nó rất là chất lượng và giúp các bạn ui phía khá là thấp rồi đấy. Đấy các bạn có thể thấy là Nakagot mình có thể solo ngang cơ rồi, nhưng mà thực sự là mày ơi cái gì đấy thích lên chơi anh luôn nhỉ, dẫm mà anh đâu mình đập chết luôn nhỉ. Đấy các bạn có thể thấy là mình lên thành kiếm và lên cái sóng đá bỏ tát các bạn nhé. Đây là hai video của
Phoenix Hybrido Slim để mình chơi trong trận đấu này. Thì các bạn cân nhắc về cái Hybrido và cái đó, và những cái gì là mạnh nhất của bản thân mình chứ không phải là mạnh nhất của thế giới của server đâu các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn mình mang ra để tất cả các bạn tham khảo và các bạn sẽ chơi, và các bạn chơi cái phù hiệu này của mình, mình đảm bảo tất cả các bạn có thể là thật mạnh luôn. Ôi dồi ôi, cái thằng Thiên nó hiến thế, cái nó đá nó phía choáng đấy các bạn có thể thấy chứ, mình choáng tất cả bà đào như đỉnh đấy, có thể sử dụng được bài choáng đó một cái pha có bát, mình có thể sử phía được ba lần chứ một à, hay thế nhỉ, nắm chiếu à đấy, cùng rất mạnh. Các bạn đến cân nhắc về cái mà mình đưa ra tất cả các bạn này sẽ giúp Slim nó rất là tốt hơn. Và Slim mình thấy ở phiên bản này mình vẫn không đồng tình, bởi vì là một cái là cái lượng sát thương của nó hầu như gây ra dài lắm, dài hơi lắm. Ôi chết rồi, máy quá. Nếu mà với một cái lượng đô này cho vị tướng Violet đi chẳng hạn, hay một vị tướng nào đó thì chắc chắn sẽ giết một cái đuổi, sẽ giết nhanh hơn. Cái Slim này mình thấy cái lượng sát thương nó bị lồi một chút nào anh, nhưng không hẳn là yếu, bởi vì với phù hiệu này thì nó ghi mạnh thôi. Đấy, và một cái pháp rất sạch để giúp team mình rất là tuyệt vời. Đấy, và các bạn đừng quên cho mình một ý kiến và một lời comment để mình có thể là tích cực ngay, có thể làm nhiều những cái video và hướng dẫn tất cả các bạn những cái clip thật hay khác tất cả các bạn nhé. Đấy, cho nên là các bạn hãy để cho mình comment và đừng quên hãy like và share clip giúp mình các bạn. Ui dồi, anh hay cho tên có như thế này như mua mắt. Đấy, cho nên mình muốn nhắc lại các bạn một điều này, bất kể tất cả chúng ta chơi một vị tướng gì, chúng ta phải đều biết vị tướng mình mạnh ở đâu và yếu ở đâu, và cái quan trọng nhất là chúng ta phải phân tích được cái điểm mạnh của team địch. Bởi vì các bạn phải biết trong một trận đấu chúng ta đều gặp các vị tướng khác nhau, các vị tướng sát thủ khác nhau, các vị tướng pháp sư khác nhau, và mỗi vị tướng khác nhau thì đều có một cái lượng đám và đều một cái lượng khống chế khác nhau, đòi hỏi chúng ta phải phân tích thật là kỳ lưỡng. Đấy, cho nên là chúng ta phải cân nhắc và chúng ta phải làm cái điều đấy thì sẽ giúp ích gì cho mình, sẽ giúp được cho mình cái gọi là cái cẩn thận, là cái tỉ mỉ thứ nhất, và cái thứ hai quan trọng nhất là giữ vị trí. Đấy các bạn thấy đấy, thằng Nakaroth bây giờ thì nó sẽ đánh theo thiếu thiên hướng nó đầy lẻ thôi, nhưng không sao. Đấy các bạn thấy đấy, cứ mỗi lần mình phía toàn xong thì mình kích hoạt cái chiêu ba nhá. Mình sẽ nói lại các bạn một chút này, trước khi chúng ta sử dụng phù hiệu này thì đòi hỏi chúng ta phải sử dụng chiêu một chiêu hai trước, xong rồi chúng ta sẽ kích hoạt chiêu ba, thì lúc đó chúng ta sẽ được tái kích hoạt được hồi thời gian hồi chiếu chiêu một chiêu hai, thì lúc đó sẽ khiến chúng ta sẽ được sử dụng hai lần, và đúng là sẽ gọi là xử lý 5 chiếu ấy. Và cái phù hiệu này thì có thể giúp được tất cả mọi vị tướng sử dụng 5 chiếu, nhưng không phải vị tướng nào sử dụng 5 chiếu là điều phù hợp đâu, nên chúng ta phải cân nhắc cái điều đấy. Không phải cái chất thước thiết là vị tướng nào phải sử dụng 5 chiếu mới mạnh đâu, không phải đâu, có nhiều vị tướng 5 chiếu mà vẫn yếu vãi nhái. Cho nên là mình thấy điểm mạnh nhất của xử lý là từ chiếu 1 và chiếu 3, nên mình tận dụng nhiều này. Và cái lối chơi nó khá đơn giản thôi. Thì đầu tiên thì các bạn thấy mình đi gánh đường rông và lấy cái lợi thế ở đường rông, thì dần dần mình sẽ lấy lợi thế ở đường khác. Và cái phiên bản này các bạn không bao giờ quên được rằng đường rông thì là cái đường mà chúng ta sẽ đi gánh và lấy cái mục tiêu và sẽ giành cái chiến thắng. Và theo cái thống kê thì chúng ta mà đánh thẳng được ở đường rông thì 70% chúng ta sẽ có trận đấu trong trận đấu đó thôi, chiến thắng trận đấu đó thôi. Ui đồ rồng đấy, phía chấp các bạn sẽ thấy là mình phía được hai tòa. Đấy các bạn thấy chưa, khi chúng ta phân tích thì mình, tại vì sao mình không lao lên cái pha đấy, nếu mình nhảy lên chắc chắn con Thiên nó dồn toàn hai lần và sẽ bị chết pha đấy. Cho nên chúng ta phân tích được, chúng ta phải né được, phải tránh được. Đấy, chẳng hạn là đấu này mình hiện tại bây giờ mình chả sợ thằng Nakaroth rồi đó, đầu game mình có sợ nhưng bây giờ không sợ nữa. Cho nên bây giờ mình ui rồi phía như thế mà chúng các bạn đã chạy đâu ui chạy ui trời chạy ui trời ui trời ghế ơi trời ghế thực sự là đấy, Nakaroth này thực sự quá yếu đó, nó chỉ bắt nhạt được mình ở đâu ghế thôi các bạn nhá. Cho nên là như thế. Rồi mình nghỉ cái trận đấu này thì bây giờ lên một pha comeback của ui rồng này, trời phía thế này thì ai sống trên đồ được các bạn. Và mình nghỉ trận đấu này để kết thúc rồi, và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều, và xin chúc tất cả bạn những gì tuyệt vời nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình xin một nút follow kênh của mình nhá, và mình xin chúc tất cả bạn những gì tuyệt vời nhất, vẫn là câu nói đó các bạn nhá. Mà yêu, cảm ơn tất cả bạn nhiều, bye bye.